thể anh em game kiếm tung nha. Hôm nay mình nói đôi chút về cách mà cày level hoặc là đi boss á, nhiều anh em chưa biết được á. Lắc quá ta, lắc quá. Còn đồ quạ làm sao mà mình bấm phóng xa như vậy? Cái này là mình đã cài đặt 2D rồi. Và góc bên trái màn hình nè, phía cuối góc trái màn hình nè, anh em có thấy không? Cái chỗ mà camera nè, anh em ấn vào nó sẽ thu gần lại ha. Đó, thu gần thu xa. Đó. Còn vấn đề cày level á là anh em nè chạy nhiệm vụ nè, bữa nay là ngày thứ hai rồi. Ngày thứ hai bên level, bên server 4 nha, S4. Giờ hôm nay là ngày thứ hai thì sáng ra thì mình chưa có chạy hết phụ bản. Hôm qua là mình đứng trong top 10 level á, thì sáng ra mình chạy nhiệm vụ chính nè, nhiệm vụ chính với mà nhiệm vụ hàng ngày đó, hết mấy cái nhiệm vụ bên góc bên trái này hết rồi mình mới đi phó bản. Thì mình đi cho nó lên level 230 xong mình mới đi phó bản ép này đó. Phó bản ép nè, 230 nó sẽ mở được phó bản ép nè, thấy không? Đó. Còn mà về boss đây anh em để ý nha, boss bí cảnh này á đâu phải là boss để mà mình BK tranh giành với nhau. Boss bí cảnh này là cái dạng giống như là boss nhiệm vụ thôi, cái kiểu như là nhiệm vụ á. Nó có 3 lượt nè, mệt mỏi là 3 nè. Là anh em đi hết 3 lượt này là anh em sẽ không nhận được đồ nữa, không nhận được gương nữa. Đó ha. Nếu anh em còn 3 lượt mệt mỏi này á thì anh em vào đụng con boss thôi, anh em cũng có 9 gương. Nếu như anh em mà top sát thương á thì anh em được 10 gương nha. Đó, tỷ lệ nó cũng như vậy đó, không có khác nhau gì hết. Đó. Mình không cần BK chi cho mệt, BK chi mất công lắm. Ha. Mất công phí thời gian. Còn này là boss đơn thì không ai đánh mình này. Còn nếu là mà đi BK là boss này nè, boss xào huyệt nè, là boss BK nè nha. Vào bật ti mà BK đánh lẫn lộn nha thôi, đánh tùm lum tà lưa đi luôn nha. Đó, boss xào huyệt. À, còn gì nữa không ta? Hình như là hết rồi, hình như là còn nạp thẻ thôi đó. Tại vì mình chưa có đi hết phó bản cho nên là cấp mình thọt nè, chút nữa mình sẽ lên và lại trong nằm trong top 10. Nói chung thì mình nếu mà mình không có chen, tại hôm qua giờ mình không có chen, mình họp mình đi ngủ hay mình quỷ thác chen thì nó không biết làm sao, không biết có lên điểm ép nhiều không thì mình chưa biết, mình chưa chen. Nói chung thì mình đua level thì mình sẽ thua mấy cái bạn mà nói chung đua cấp là mình thua mấy bạn VIP 6 nha. Tại vì VIP 6 á thì họ sẽ mở phó bản ép được thêm một lượt hay là hai lượt gì đó thì mình không biết. Nó quy định là VIP 6 mới mở được nè. Phó bản ép mình đi hết hai lượt thì VIP 6 nó sẽ mở thêm một lượt hoặc là hai lượt gì đó thì mình không biết ha, là mình sẽ thua level mấy cái bạn mà VIP 6 trở lên thôi. Còn ngoài ra mà level mà tầm trạng như tụi mình á thì đua thì ngang bằng nhau thôi nha, ai cũng ngang bằng nhau thôi, không chênh lệch gì mấy, chênh lệch một hai cấp thôi. Và nói chung mấy bạn mà muốn đua level mấy lúc đầu này á thì nên là tăng cho mình VIP 3, nạp vô 20k, tăng lên VIP 3 và mình chạy nhiệm vụ. Nhiều bạn vô chơi mà cứ nói là sao chạy nhiệm vụ lâu quá không hết. Tại vì á, mấy bạn vô mà mấy bạn để mà mắc cái VIP 3 á, mấy bạn không có dịch chuyển được nữa. Khi mình chạy nhiệm vụ á, mình không dịch chuyển được. Mình mua giày dịch chuyển mà mua thì tốn vàng khóa, mà vàng khóa đâu được bao nhiêu đâu. Mấy bạn dịch chuyển tầm 50 lần hoặc là 100 lần là hết vàng khóa rồi. Phí lắm nha, thà nạp cho 20k rồi mình dịch chuyển mình làm nhiệm vụ rất là nhanh. Làm cỡ trong vòng 2 tiếng thôi, server mới mở thì vô làm trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì hết nhiệm vụ rồi ha. Dạng như 9 giờ mở server thì tầm 10 giờ 11 giờ á, 11 giờ sẽ hết nhiệm vụ thôi ha anh em.
đó, thắc mắc mấy bạn mà hỏi sao mà chạy em vụ hoài chạy không hết á, là mấy bạn không có dịch chuyển nha, mắc cái dịch chuyển cho nên là không dịch chuyển được, mắc VIP 3. Rồi. Rồi bây giờ thì mình đã làm xong hết nhiệm vụ chính và hai cái phó bản F thì mình đã đạt cấp 251 nha anh em, gần lên 252. Bảng xếp hạng đây, bảng xếp hạng thì mình lên được top 18 rồi ha. Đó. Nằm trong top 10 này thì lên không nổi đâu, tại vì top 10 này là nó là VIP 6 rồi, bạn này VIP 6 rồi. Cho nên là đua không nổi bạn top 10 đâu nha. Đó. Nằm trong top 20 thôi, quả mai nằm trong top 20 thôi. Hên xui đi.